Xin chào anh em. Hôm nay Cabalux xin phép review cho anh em một thiết bị Cabalux tích hợp cho màn zin. Hiện tại anh chủ đang sử dụng một chiếc Honda Civic. Honda Civic đời mới. Đấy, đây là các bác có thể trải nghiệm thực tế là em đang lắp bộ DX265 các bác nhé. Đấy, sản phẩm của Jetstick thì gồm có thẻ cứng chính hãng bằng như này các bác nhé. Đấy, đây là thiết bị bác Android các bác nhé. Các bác có thể cắm trực tiếp qua cái cổng mobile của xe. Nhiều xe thì nó có cái cổng mobile này, nó thiết kế ở trong cái hộp cốp để đồ này các bác nhé. Đấy, thì rất là tiện. Đấy. Còn con này thì nó thiết kế để trên đây các bạn. Đấy, thì theo chủ số xe. Thì xin phép giới thiệu qua về cái giao diện của cái dòng bác Android. Thì đây các bác có thể để ý đây. Thì đây là cái bác Android của Jetstick các bác nhé. Đây là giao diện chính của nó này. Đấy, các bác có thể vuốt. Bút cực kỳ nhạy luôn. Đấy. Và đây là cái PD van. Các bác có thể tính năng chạy ẩn này. Đấy. Chạy ẩn này. Và bác sử dụng hiện tại là anh chủ đã kết nối CarPlay không dây các bác nhé. Các bác có thể để ý đây là cái trường hợp tính năng CarPlay không dây này. Đấy. Cái cổng này là cổng mobile. Đấy. Bình thường nếu mà các bác không cắm cổng CarPlay Bắc thì các bác có thể cắm cổng để kết nối CarPlay, nhưng mà khi mà các bác thiết kế cái bác Android rồi thì bác có thể cùng lúc sử dụng nhiều cái hệ, ví dụ như là bác tích hợp thêm cả Apple CarPlay không dây nữa. Đấy, các bác có thể thấy đây là Apple CarPlay không dây này. Đấy. Và đây là giao diện của Android này. Đấy, các bác để ý đây, đây là giao diện của Android này. Đấy. Còn các bác muốn vào Apple CarPlay thì bác cần bấm vào chỗ Speed Play thì coi nhé. Đấy. Là nó ngay lập tức ra cái giao diện của Apple CarPlay. Đấy, thì hiện tại em đã tích hợp sẵn đầy đủ cả Apple CarPlay cho anh ấy kết nối luôn. Đấy, để các bác thử trải nghiệm. Cái dòng này ấy thì là cắm zin, giữ zin toàn bộ màn hình zin. Đấy, phải biến màn hình zin thành một cái màn hình Android thông minh. Đấy, sử dụng đa nhiệm và đầy đủ các tính năng thông minh giống như một chiếc màn hình Android thông minh. Đấy, các bác có thể để em giới thiệu qua các bác. Tích hợp cả phím vô lăng, các bác hiểu giọng nói này, Kiki thông minh, các bác bấm này. Mở video nhạc sàn. Đấy. Đấy. Thì ngay lập tức tôi sẽ mở nhạc sàn cho các bác. Đấy. Các bác muốn mở video nhạc trẻ này. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở nhạc trẻ remix trên YouTube. Đấy. Thì ngay lập tức ra nhạc trẻ remix luôn. Các bác có thể mở kênh VTV nhé, cực kỳ đơn giản này. Các bác bấm mê thì mở VTV này. Mở VTV 1. Đang mở kênh VTV 1. Mở ngay VTV 1 các bác nhé. Cực kỳ thông minh trên cái màn hình Android. À, trên màn hình zin các bác này. Đấy. À, các bác có thể dẫn đường nhé. Các bác dẫn đường này. Dẫn đường đến sân vận động Mỹ Đình bằng Vietmap. Đang chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình trên ứng dụng Vietmap. Đấy. Ngay lập tức ra Vietmap. Vui lòng kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Rẽ trái theo hướng dẫn. Đấy. Sau đó dòng Jetstick DX265 thì có hỗ trợ Vietmap M1 chính hãng các bác nhé. Đấy, đầy đủ 3 bản đồ khi các bác dẫn đường, ví dụ như là Vietmap M1 chính hãng này, Google và Lavitel. Đấy, nếu các bác sử dụng quen cái bản đồ nào thì các bác có thể là sử dụng cái bản đồ đấy. Rất hay là cái Vietmap M1 chính hãng thì các bác di chuyển có hỗ trợ báo tốc độ. Đấy, khi các bác vượt quá cái giới hạn tốc độ ở đây thì nó sẽ báo cho các bác. Đấy, rất là tiện. Ra ở đây thì có các bạn trích phạt nguội này. Và thứ hai là các bạn có thể kiểm tra đây cái tốc độ GPS, cái độ vị trí của xe, xem là cái tốc độ ấy nó như thế nào. Thì hiện tại đây là cái thiết bị của CarPlay Box của Jetstick DX265 ấy thì cái cho cái chất lượng GPS định vị của xe rất là tốt. Các bạn này. Ngoài ra thì đầy đủ cái tính năng về phạt nguội. Đấy, của Jetstick chữ kinh đầy đủ hết. Sản phẩm thì bên em dòng DX265 của Jetstick sẽ được bảo hành là 2 năm các bác nhé. Đấy, trong 1 năm đầu nếu bị lỗi thì có quyền được đổi mới. Nếu bị lỗi về sản phẩm
đấy, sản phẩm thì đầy đủ tất cả, tặng kèm những tính năng như Việt Map, rồi là giọng nói Kiki, định vị Zestick, đấy, đầy đủ những tính năng thông minh. Và Zestick cũng có thể tặng kèm thêm một con sim data các bác nhé, để các bác có thể cắm và trải nghiệm thử số ngay, đấy, cực kỳ thông minh. Đấy, những cái dòng xe nào mà khó thay màn hoặc là cái màn zin nó rất là giá trị các bác ạ, thì mà các bác cũng muốn giải trí đa phương tiện, đấy, sử dụng một chiếc màn hình zin và có đầy đủ tính năng đấy, giống như một chiếc màn hình Android, thì đây là một giải pháp thông minh mới mà rất nhiều các anh em hiện nay đang sử dụng và đang quan tâm đấy. Và khi lắp luôn thì thực tế là các bác đã trải nghiệm sử dụng như này đúng như một chiếc màn hình Android thông minh, ra lệnh giọng nói trực tiếp trên màn Android nhé. Còn cái vấn đề tăng giảm âm lượng màn zin thì nó hoàn toàn là nó không động chạm gì các bác ạ. Đấy, khi các bác rút ra đấy, thì về nguyên bản của xe là không động chạm gì. Các bác mua hàng của bên em, bên kplus.vn, bên em các bác nhận hàng, cắm hàng, cắm thiết bị, kiểm tra giống như này các bác nhé. Đấy, kiểm tra trước khi nhận hàng. Đấy, bên em là kplus.vn, là đơn vị phân phối các cái dòng sản phẩm chính hãng của Zestick. Đấy, chính hãng, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Các cái sản phẩm chính hãng của Zestick thì luôn luôn đi kèm với nó là một chiếc thẻ bảo hành chính hãng. Đấy, thẻ bảo hành chính hãng thì bao giờ nó sẽ có một cái số mã seri ở đây. Đấy, khi các bác mua hàng của bên em thì các bác để ý là khi các bác mua hàng xong thì các bác yêu cầu nhân viên kỹ thuật, các bác mua online cũng vậy, các bác mua xong thì yêu cầu là các bác cần kích hoạt cái mã bảo hành điện tử cho cái thiết bị bên mình các bác nhé. Đấy, sản phẩm của Zestick thì thông số thì thường các bác hỏi thông số thì em chia sẻ luôn. Thông số của cái dòng Zestick là DH65 là RAM 4 ROM 64GB. Đấy, chip 8 nhân, dung nhịp là 1.8GHz và sử dụng Android 10 và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Đấy, sản phẩm thì về ngoại quan bên ngoài thì em thấy là Zestick đầu tư về vỏ hộp, bao bì rất là chuẩn chỉ các bác nhé. Đấy, đầy đủ các cái thông tin về sản phẩm. Đấy, và đây là các cái thông tin địa chỉ về nhà phân phối này. Đấy, thì các bác có thể hỗ trợ bằng cái hotline trực tiếp của Zestick đấy các bác nhé. Đấy, nếu các bác có phản hồi gì, ví dụ như là bên đơn vị lắp đặt mà nó không chuẩn chỉ hoặc là có cái vấn đề gì mà các bác cần giải đáp, các bác sẽ liên hệ trực tiếp của bên đơn vị lắp đặt hoặc là qua cái hotline hay của Zestick để các bác cần phản hồi quá nhá. Đấy, nên dùng cái sản phẩm Zestick thì các bác cực kỳ yên tâm. Đấy, các bác chứ không phải là mua một số sản phẩm khác trên thị trường. Đấy, các bác cực kỳ yên tâm nhé. Đây là cái giao diện cực kỳ mượt mà. Đấy, giữ gì mà toàn bộ là gì luôn. Đấy, trên đây là cái video mà em giới thiệu qua cho các bác cái Android Box. Đấy, sử dụng trên những cái màn hình zin của xe. Đấy, các bác có cái nhu cầu thì có thể liên hệ qua cái hotline của bên em 0869679626 các bác nhé. Đấy, hoặc là liên hệ qua, các bác có tham khảo qua website và thông tin của bên em là kplus.vn, đơn vị phân phối cái dòng sản phẩm chính hãng của Zestick. Em cảm ơn và em chào các bác nhé.